Chào anh em á. Mình làm cái clip này mình thông báo với mấy sư huynh mà dặn gà mình mà không bắt á. Bữa sau mấy sư huynh đừng làm vậy nữa nha. Bây giờ mấy cái con gà mấy sư huynh dặn là nó đi lông hết luôn rồi. Mấy sư huynh dặn mà mình nhắn tin mấy sư huynh 3 lần. Mấy sư huynh không có bắt thì mấy sư huynh để cho người khác người ta bắt dành cho bằng được xong rồi mấy sư huynh không bắt luôn, mấy sư huynh để đổ lông luôn rồi bây giờ ai chơi. Mấy sư huynh tính chơi gà như kiểu bên Mỹ là để cho nó quàng mùa lông hay gì vậy? Bắt muốn gửi thì phải gửi tiền đủ cho mình, rồi muốn đợi bao lâu cũng được, đợi tới đi lông luôn cũng được nữa, tới đi lông cái mình gửi luôn cũng được nữa. Gà bắt về chơi mà gửi tới đi lông luôn rồi chưa thấy hồi âm gì hết, mình nhắn tin 3 lần rồi ha, cứ nói chờ. Mấy sư huynh chơi kiểu cha đó là chơi không được nha, chơi kiểu đó người ta kêu là chơi cha á. Mấy sư huynh chỉ biết bản thân mấy sư huynh không mà còn người ta làm sao cũng được. Gà tơ thì mỗi tháng nó mỗi lên, chuồng trại đâu mà nhốt cho hết, để cho con gà nó đi lâm nó qua nó hút rồi. Mà gà đi lâm mà phải nuôi 3-4 tháng nó mới đủ lông. Mình thông báo vậy ha, với lại mình cũng báo cho anh em sau này biết luôn, ví dụ anh em mà có chi gà bên mình thì chuyển đủ rồi chừng nào bắt cũng được, mình không có cần anh em tính tiền lúa tiền má tiền gì cho mình hết trơn á, nó không có đáng bao nhiêu hết trơn á. Mà điều có một cái là mấy anh em mua mấy anh em gửi lại thì mấy anh em phải chuyển đủ tiền, còn sợ quá đừng chơi. Mấy anh em mà sợ quá kiểu đó mấy anh em không có mua gà của ai được hết trơn á, không có ai bán hết trơn á. Nó giống như anh em đi mua gà ăn thịt vậy đó. Xong mấy anh em mua lúc gà còn tơ, lúc nó làm ăn nó ngon dữ lắm, mỡ không à, thịt nó mềm nữa. Rồi gửi lại chờ tới đổ lông hay gì, chờ già nấu cà ri hay gì vậy trời. Còn mấy sư huynh nào mà còn gà ở đây mà không bắt thì đừng có liên hệ mình nữa nha. Mình không có bán nữa đâu, mình không có chia cho những người đó nữa đâu. Chơi kiểu như vậy ai chi nữa. Ở đây gà không có ế. Bắt hay không bắt thì ví dụ mình kẹt cái gì đó, ví dụ dịch giả, ví dụ hay là kẹt tiền cái gì đó thì nói với người ta một tiếng, nói người ta nhắn tin người ta một tiếng một, bị kẹt cái đó thôi anh, mày chia cho người khác chơi đi. Rồi để bữa sau tao khỏe lại rồi xong tao bắt con khác cũng được. Nói một lời vậy có gì đâu, lớn hết rồi. Mình nhắc lại nha, lớn hết rồi, biết xài bao cao su hết rồi, cho nên là có gì nói. Vậy chào anh em ha.